Rồi, xin chào các bác. Đây là một cái cây bướm inox 12 ly. 12 ly lượng 10 nhá. Con này thì em mới có bo cạnh sơ để cho anh em xem này. Đấy. Thì con này sẽ để giá thanh lý cho anh em nhé. Lý do là khách đặt là bào mặt mà em cắt phôi thì em quên, em không dặn cắt phôi là bảo mặt bây giờ thành bề mặt giữ nguyên như thế này. Đấy. Thì bề mặt cũng giữ nguyên như thế này thì lại hợp với anh em của Việt Nam nhé. Anh em Việt Nam mình là hay thích cái bề mặt phôi giữ nguyên vì là nó sẽ giảm tình trạng là bị chảy xước xấu. Đấy, thì con này thì em sẽ hoàn thiện xong thì các bác xem là chất lượng như nào nhé. Thì để giá thanh lý cho anh em. Đấy, anh em xem cái video mà anh em thấy ok thì chốt nhanh nhá. Đấy. Lâu lâu mới có một con thanh lý mà nó đẹp như này. Này. Kẹp này, anh em thấy chưa? Kẹp loại mới nhá. Kẹp này, kẹp JAV gì đấy. Như cái cu luôn. Đấy. Đây là lúc chưa bo nhá. Anh em xem sau khi hoàn thiện sẽ như thế nào nhá. Bác nào mà nhanh tay thì nhắn tin Zalo cho em. Chốt nhanh, số lượng có hạn thôi. Đấy. Quay sơ qua cho anh em xem chi tiết sản phẩm. Chạc 7.5 anh em nhá. Chạc 7.5. Rồi. Sau đây là cái sản phẩm hoàn thiện anh em nhá. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây anh em ơi. Đây, vừa làm xong. Em còn chưa kịp rửa này. Đây, nhân tiện quay cho các bác luôn để anh em chiêm ngưỡng một cái sản phẩm. Con này nếu mà anh em nào muốn đặt mới thì có thể đặt theo thông số nhé. Còn đây là cái sản phẩm mà sẽ bán giá sale, cho nên là thông số của nó là chạc 7.5 anh em nhá. 7.5, 12 lượng 10, inox 304. Con này có hai chốt pin. Giá mà mới thì nó cũng hơi cao tí. Còn mà anh em mua thanh lý thì sẽ giá rẻ hơn. Đó. Đặc biệt là cây này thì cái bề mặt phôi rất là đẹp luôn. Anh em mà dùng thì đảm bảo là nó sẽ bền. Còn cái phương thức mà chúng ta bào mặt thì nó sẽ nhanh bị xước hơn. Bề mặt phôi giữ nguyên này thì nó vẫn đẹp hơn. Chỉ có hình con bướm này em bào mặt đi thôi, để cho nó có cái sự khác biệt. Em vừa làm xong những cái chốt pin cái thứ thì hiện tại thì vẫn chưa đính cố định. Anh em nào nhanh tay thì nhắn tin vào số Zalo của em nhé. Nhắn tin số Zalo, anh em nhanh tay. Một em duy nhất nha. Hàng rất là chất lượng luôn. Đấy. Ngoài ra thì anh em muốn đặt cái sản phẩm như thế này thì có thể liên hệ với em qua Zalo nhé. Thông số có thể là theo yêu cầu của anh em. Đấy, anh em thấy cái kẹp không? Kẹp này gọi là kẹp JAV thì phải. Đấy. Rất là đẹp luôn. Phôi chuẩn, bề mặt đẹp. Bo cạnh các thứ thì anh em có thể nhìn sơ qua là anh em biết rồi. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.